Chào các bạn, ở trong video này mình hướng dẫn các bạn cách order hay là đặt hàng cho phụ tùng FZ. Như chúng ta biết thì FZ được nhập khẩu trực tiếp từ Indo năm 2014. Mình cũng sơ lược cho anh em luôn. Thì FZ thì nó có từ Indo từ 2008-2013, lúc đó là xài bình xăng con. Sau đó sang Việt Nam là 2014 đến 2017. 2014 á thì nó có hai màu, màu bạc và màu xanh GB. 2015 thì có màu đen. Màu đen lóc bạc viền mâm đỏ và một màu nữa là Movita, xanh Movita. 2016 thì có một màu đen lóc vàng và cái viền mâm là viền mâm xanh. 2017 thì cái màu cam. Tại sao chúng ta phải biết cái này? Thường thì chúng ta muốn mua phụ tùng chép dách thì chúng ta vào Yamaha, ghé chỗ phụ tùng và đặt hàng. Thời gian nhanh nhất là 2 đến 3 ngày. Có những phụ tùng thì mất lâu hơn, tức là khoảng 15 đến 20 ngày. Có khi có hoặc có khi không. Đôi khi chúng ta mua phụ tùng đó chỉ chính xác vào cái hình luôn, nhưng mà khi mua về lại không đúng. Như vậy thì vừa tốn tiền mà vừa mất công. Thì có những phụ tùng thì ta nói thì ta sẽ biết thôi, như Buri chẳng hạn hoặc là cò lăng thì người ta biết. Cho nên để tránh mà cái việc mà mua mà không đúng phụ tùng, mất thời gian tốn tiền, thì mình hướng dẫn các bạn cách chúng ta đặt hàng chính xác. Thì đây là catalog cho FZ 150 Indo Revision á. Catalog này liệt kê tất cả những phụ tùng trên chiếc xe. Có những cái chúng ta chỉ cần mua một thứ thôi, ví dụ ta hư một chi tiết thì người ta mua một chi tiết đó thôi, không nhất thiết phải mua nguyên bộ. Ví dụ như bơm nước thì ví dụ ta mua cánh quạt thôi cũng được, không nhất thiết phải nguyên bộ phận. Mình sẽ đi từ trên đến dưới và liệt kê những cái mà 20.000 cây hoặc 2 năm trở đi có thể được thay thế, và đặc biệt là những xe nào mà độ máy, độ nội công, bô xăng lửa, cam xăng nồi, xăng hai gì đó thì các chi tiết sẽ nhanh hao mòn. Cho nên việc order trước thì rất là quan trọng. Đôi khi mà chúng ta đem đi tìm chiếc xe thì chưa chắc gì tìm chiếc xe đó nhận làm xe chúng ta, bởi vì người ta thấy ăn không ngon và không có phụ tùng thay thế, hoặc là vài lý do nào đó. Thì trước đó mình cũng có đem xe đến một cái hãng lớn lắm, vô ta hỏi tại sao máy như vậy thì mình nói mình có thả cam, và người ta từ chối, tuyên bố một câu là không sửa xe độ đó. Có trường hợp mà chúng ta độ nội độ xe, ví dụ nó bị tà đầu xuống bắp mà lợi cái chỗ đó chưa chắc thì có xuống bắp để thay thế, như vậy là mệt lắm. Cho nên là mua trước hoặc là biết cách order rất là quan trọng. Bây giờ chi tiết thứ nhất mà chúng ta cần order trước đó là vị trí số 10. Cái này gọi là cái Ford, đúng rồi, gọi là Ford Horizon. Nó nằm ở cái nắp trên đầu bò. Nắp bò nó có Ford này nè. Này là vị trí số 10. Các bạn ý đây là mặt nô, tức là phụ tùng á, ký hiệu phụ tùng á. Này số 10 ta đây. Chúng ta chỉ cần lợi cửa hàng phụ tùng và đọc cái mã hàng này 2BV-E119300 là nhân viên sẽ đánh vào cái phần mềm và nó sẽ hiển thị ra nó là sản phẩm tên là gì, số lượng là bao nhiêu và số tiền luôn. Ở đây tại vị trí số 10 ha, có mã hàng, tên nó là gì đó, và số lượng là bao nhiêu, chỉ là một thôi đó. Đây là Bugi đó, vị trí số 13 Bugi, một cái mã hàng. Những chi tiết có thể thay thế sau một thời gian sử dụng,
Nào nữa đây. Này bê tông. Tay dơn. Đây. Đây là những chi tiết khi bạn đổ xe. Sau một thời gian sẽ thay thế. Ví dụ là ắc cò. Đây là ắc cò số 14. Ắc trên, ắc dưới, nạp xả đều như nhau, đó là số 14. Đây, mã hàng ắc cò, số lượng là 2. Đó, ắc trên, ắc dưới. Đây là cò lăn. Bỏ cò này hình như nó khoảng 200 mấy á. Cò lăn, cò xả bên dưới. Đây là số 11 ha, số 11. Số lượng là 1. Con này là khoảng 303.000. Có thể 10 bữa nửa tháng đặt hàng mới có. Đây là vít chỉnh cò. Chúng ta cần mua luôn. Khoảng 10 mấy ngàn con. Con này tán số 8. Tổng cộng là có 4 con. Nè, mấy con này cũng dễ bị tà đầu sau một thời gian sử dụng. Còn đây là súc bắp. Súc bắp ở trên, súc bắp hút. Vị trí số 1 nó là hai cái súc bắp hút. Cây này thì giá nó khoảng 89.000 thì phải. Cây dưới thì nó mắc hơn, khoảng trăm mấy. À, súc bắp xả nè. Hai cây. Là số 2. Vị trí số 2 là chắc chắn là số 2 cây đây. Mã hàng. Súc bắp xả. Số lượng là 2 cái. Đó, mấy cái này là chúng ta, nếu mà chúng ta đổ xe thì chúng ta nên chuẩn bị sẵn. Bởi vì chúng ta lỡ tiệm đổ xe chưa chắc thì người ta có sẵn. Thế mà thay, trong trường hợp mà con vít chỉnh ốc cò này nè, nó bị sau thời gian xài nó bị biến dạng. Do chúng ta xài cái lò xo đầu quá nặng. Cũng như là cái súc bắp, cái đầu xài lò xo không đúng bài cũng dễ bị tà đầu. Mà tà đầu á, thay mất khoảng 3 tiếng đồng hồ mà chỗ đó chưa cắt gì có súc bắp này, tốn công khoảng 100.000 á, tốn công gì mất thời gian. Tiếp theo đó là hai cái bạc đạn của cúc cam. Số 1 là cúc cam. Đây mặt đạn, mặt đạn bên trong, mặt đạn bên ngoài. Nhưng mà đạn bên trong là 50 thì phải, cái này là 80. Mà đạn này của Nhật. Có một điều lạ là khi chúng ta đặt hàng mua về, mặc dù xe Indo nhưng mà có khi nó là ở Thái Lan cũng chừng, Indo cũng chừng, ở Sóc Sơn cũng chừng. Đây là trên cam. Trên cam thì chắc chắn là ít bị giãn. Mấy cái gon cao su này á, thì các bạn nên đặt hết một bộ. Bởi vì mấy cái gon này nó vừa chịu nhiệt mà vừa có nhớt nữa. Sau thời gian nó dễ bị hư, bị đứt. Cái này nè, cái Ford mà trên cúc cam này nè, vị trí số 3. Bạn ra tiệm chưa chắc gì tiệm đó có. Một số tiệm thì có nha. Có một lần mà lại tiệm đó mình thay cúc cam mà cái gon cao su này nè bị đứt, mà chỗ đó không có, rút cuộc gắn đại vô xài. Sau đó mình đã thay mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, tốn cả 100.000 mới thay được cái chỗ này. Một chi tiết rất nhỏ nhưng mà vừa mất công vừa tốn tiền. Nó ta mua sẵn cả hai cái đã dành. Bơm nước nữa ha, cánh quạt nè, mấy cái đèn đen này nè, cái orange này nè. Một chi tiết nữa mà chúng ta nên mua trước, mấy cái Ford này chúng ta nên mua luôn nữa ha. Này ở cái nắp lọc nhớt nè, ở nắp nhớt nè, nắp để xả nhớt. Đây chi tiết số 31 là cái ống hơi. Đó. Số 31 ống hơi. Đây. Mã hàng. Số lượng là 1.
cái ống này thường là xài khoảng 2-3 năm á, nó sẽ bị nứt răng chỗ này. Và khi bị nứt răng á, thì nhớt nó sẽ bắn xung quanh cái đầu bò. Có một lần mình bị bắn xung quanh đầu bò, là Yamaha nó cũng không tìm ra được nguyên nhân. Sau đó mình về mình chỉ cần dán keo chỗ này, hết nhớt, chịu luôn. Một đầu thì nó đi vào cái nắp bơm, bơm nước. Một đầu thì nó đi vào, nè vị trí ha, đi vào cái hộp lọc gió, nó ông hơi á. Bô nè, đây là một cặp ốc bơm lửa. Cặp này chúng ta nên mua sẵn. Cái cặp này xài chung với F35. Có một điều lạ là F35 nó anh em nhiều với FZ, F35 hay xài chung đồ. Cặp này cũng hay xài chung, xài chung rất là nhiều. TFX hay G15V2 cũng xài chung đồ FZ. Tiêu côn, chuột côn, la bố, chuồng heo. Chuồng heo này vị trí số 5. Sau này có giọng nồi thì nó mua nguyên cái chuồng heo này luôn. Nếu có chỗ tán của nhà nồi thì tốt. Vị trí tiếp theo chúng ta cần mua hàng này là heo số. Mấy cái này thì cần số này sau thời gian thấy nó cũng chụp xịt. Mấy vị trí này rất là khó mua. Ra mà nói cũng chưa chắc gì mua đúng. Trên FZ có một cái phụ tùng mà anh em nào thích chơi mắt mèo á thì có thể mua bộ này gắn về gắn nè. Cái dè vị trí chỗ này, cặp mắt mèo số 6, số 9, hai cái bát để gắn mắt mèo, ốc vít. Mua được chính hãng luôn. Mình đang order cặp mắt mèo này vừa gắn ở cái dè, xem như thế nào. Nè, logo ở cái đuôi, nắp phía sau, đèn hậu nè. Còn gì nữa không đây? Ở đây quá trời rối luôn, dễ bị nhầm lẫn phụ tùng. Thì sắp tới mình có làm một video là hướng dẫn các anh em canh cò FZ. Canh cò FZ thì không khác gì canh cò S35, S150. Về thông số thì không khác biệt. Cách canh cò, cách thay ốc cò, cách thay cam, cách thay mặt đạn cam, cò lăn, vân vân, để anh em tham khảo. Trên mạng thì ít có video nào hướng dẫn cách canh cò FZ, và thông số của nó thì cũng chưa có ai nói hết. Và canh nó thông số bao nhiêu thì xe nó im. Mặt đạn lớp trước đạn, thấy không? Con heo dầu nó bán từng chi tiết một, chúng ta không nhất thiết mua nguyên con heo, ta có thể mua từng chi tiết bố rồi ha, phe rồi, tóc, chốt này ha, bắt heo, nhiều khi ta mua nguyên bộ thì nó dư, chúng ta hư cái nào ta mua cái nấy thì nó hay hơn. Catolo này nó cũng hay. Tay nắm bao tay ha, mua gời được không, gù ốc mua gời luôn, không nhất thiết phải mua nguyên bộ này. Bên đây cũng vậy, ống ga ha, có một cái long đình
lung đình nhựa để cho hai này đứng khít với nhau, gù ốc, thấy không? Bán từng chi tiết một, hư cái nào thì chúng ta mua cái nấy, tránh tốn tiền. Chỗ gắn chân, cao su để chân này nè, chúng ta có thể mua rời, mua từng cái 21, 29, không cần phải mua nguyên bộ này. Cao su để sơn này xài cũng 30.000, 40.000 cây, 2-3 năm nữa. Nó bị nứt mớp, nó cũng xài chung với ẹt luôn, ẹt 150. Ben đạp từng bộ phận luôn, khỏi cần mua ben đạp. Lửa nè, cắt nhanh ha, chia nhanh trước sau, bắn từng chi tiết một luôn. Đồng hồ từng con ốc, không cần phải mua nguyên cái đồng hồ. Đồng hồ phía trước rất nhiều chi tiết. Bình ắc quy, bình ắc quy của FZ 12V 3A, 3A. Nếu sau này các bạn thay thì các bạn nên xài cái 5A, nó có loại 5A. Tha hồ các bạn xài đèn. Số 26. Số 26 này mua như là 50.000 thì phải. Này ở cái vị trí che cái gọi là cái bình nước phụ á, mình có đặt mua thêm một cái, do mình xài cái boe trụ, bỏ luôn cái hộp hộp gió, cần hai cái hai bên để tránh nước nó bắn vào. Cái này cũng rất hay, mua thêm cái này. Mấy dây rút này cũng hay lắm nè. Osu, các cái cảm biến, hết. Thì như vậy là vừa mình hướng dẫn các bạn cách để chúng ta đặt hàng tại tiệm phụ tùng Yamaha một cách chính xác nhất. Các bạn nào cần cái catalog này thì các bạn cứ comment bên dưới ha. Trên mạng này rất nhiều catalog, nhưng mà coi chừng các bạn nhầm với catalog của Ovision á, tức là FZ mà không có nhập sang Việt Nam á, nó sẽ khác nha. Chúng ta nhìn quen nè, nhìn cái mẫu quen nè, biết của FZ cho 50. Thường nó có mã 1BA. Cái catalog mình lấy của Malaysia, tìm của Indo thì không thấy, ở Việt Nam cũng thấy luôn, rất khó để tải được catalog này. Mình có rất nhiều catalog nhưng mà rất khó tìm catalog giống như xe mình đang sử dụng. Đặt về lỡ không đúng thì nó tốn tiền. Ok, cảm ơn các bạn.